Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo về xây dựng chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 nhằm lấy ý kiến chia sẻ kinh nghiệm để chương trình khi triển khai được hiệu quả cao. Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Bộ Công Thương tổ chức qua hai giai đoạn từ năm 2006 đến 2015. Thông qua chương trình, việc tiết kiệm năng lượng đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng đạt được trong giai đoạn 2006-2010 là 3,4%, tương đương với 4,5 triệu tấn dầu quy đổi TOE và tiết kiệm được 5,65% trong giai đoạn 2011-2015, tương đương với 11,261 triệu tấn TOE. Theo dự báo, trong 15 năm tới, nhu cầu điện của Việt Nam sẽ tăng trung bình 8,7%. Chính vì vậy, việc tìm kiếm các giải pháp cung ứng nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng, cấp bách. Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 3 2019-2030 sẽ được thiết kế theo hướng chuyển các hoạt động tiết kiệm năng lượng từ tự nguyện sang bắt buộc và tăng cường tính thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.